Công an Thái Bình ra đề nghị nóng vụ ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt. Vụ cướp tiệm vàng Trà Vinh, đối tượng được dặn nếu ai chống trả thì cứ nổ súng. Bắt hai sinh viên gây ra loạt vụ cướp giật liên tỉnh với thủ đoạn giả vờ mua hàng. Phát lệnh truy nã đặc biệt kẻ kè liềm vào cổ chủ cây sang cướp tiền. Ngược đời, bị hại kêu oan cho bị cáo trong vụ án sát hại người trong một vụ việc khác sáng ngày 1 tháng 12, công an tỉnh Hải Dương cho hay vừa bắt giữ hai đối tượng sinh năm 2004 và là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội. Thông tin ban đầu, hai đối tượng này đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên các tỉnh thành phố. Cơ quan điều tra công an huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ba đối tượng với Kiều Duy Anh và Dương Trung Hiếu về tội cướp giật tài sản theo khoản 1 điều 171 bộ luật hình sự. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan công an, vào chiều ngày 24 tháng 11 năm 2023, Duy Anh và Trung Hiếu có hành vi cướp giật hai điện thoại di động iPhone 12 Pro Max tại một quán điện thoại trên địa bàn thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc. Sau đó, các đối tượng bị công an huyện Gia Lộc phối hợp với quần chúng nhân dân bắt giữ. Tăng vật lực lượng chức năng thu được của các đối tượng gồm hai điện thoại iPhone 12 Pro Max, tổng trị giá khoảng hơn 25 triệu đồng, một xe gắn máy nhãn hiệu Detect màu xanh và phương tiện này không đeo biển kiểm soát. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận do ham chơi nợ nần nên nảy sinh ý định cướp giật điện thoại tại các quán điện thoại để đem bán lấy tiền tiêu xài. Hiếu là người trực tiếp vào cửa hàng vừa mua điện thoại, khi thấy sơ hở, Hiếu sẽ cầm điện thoại chạy ra ngoài, lên xe mô tô do Kiều Duy Anh nổ máy đợi sẵn rồi tẩu thoát. Hai đối tượng khai nhận với thủ đoạn tương tự đã cùng nhau thực hiện 3 vụ cướp giật điện thoại tại các cửa hàng bán điện thoại ở thành phố Hà Nội, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, tổng số tiền bán được khoảng 87,5 triệu đồng được biết duy anh và trung hiếu là bạn bè cùng học tại một trường đại học đóng trên địa bàn thành phố hà nội tuy còn trẻ tuổi thế nhưng hành vi của hai đối tượng lại cho thấy sự liều lĩnh và táo tợn nguyên nhân của vụ án trên cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ án tương tự thời gian gần đây cũng thông qua sự việc nhà trường và gia đình cần có các biện pháp cứng rắn giáo dục các em để tránh đi vào con đường phạm tội Thưa quý vị, liên quan đến vụ ông Lưu Bình Nhưỡng bị cơ quan công an bắt giữ và khởi tố về tội danh cưỡng đoạt tài sản, ngày mùng 1 tháng 12, công an tỉnh Thái Bình có đề nghị nóng gửi các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương liên quan đến vụ ông Lưu Bình Nhưỡng và đối tượng Phạm Minh Cường tức Cường Quát. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình vừa qua đã đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở ban ngành đơn vị trực thuộc phối hợp về vụ án liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng. Cụ thể, Công an tỉnh Thái Bình đề nghị các đơn vị này ra soát toàn bộ các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ đại biểu quốc hội hoặc Phó trưởng Ban Dân Nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc các sở ban ngành đơn vị trực thuộc. Giai đoạn ra soát kể từ tháng 7 năm 2016 đến nay kèm theo kết quả xử lý, trả lời đối với các văn bản, phiếu chuyển đơn nêu trên của ông Lưu Bình Nhưỡng. Trước đó, ngày 14 tháng 11 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quát, là đối tượng hình sự có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 170 Bộ luật hình sự. Ngày 16 tháng 11, lãnh đạo cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết các cơ quan chức năng đang làm thủ tục để đình chỉ, sinh hoạt đảng, tạm đình chỉ công tác đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân Nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị can đã chiếm đoạt số tiền lớn gây bức xúc trong nhân dân, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đặc biệt tập trung làm rõ các đối tượng có hành vi tiếp tay giúp sức cho bị can thực hiện hành vi phạm tội để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mọi thông tin liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo. Mời quý vị đón xem người dân sinh sống tại khóm ba thị trấn châu thành huyện châu thành cho đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc hai đối tượng là việt và quang cướp một tiệm vàng trong khu vực được biết sau khi gây án hai đối tượng đã bỏ trốn tuy nhiên đối tượng quang do chạy xe quá nhanh đã bị tai nạn và tử vong còn việt cũng bị bắt ngay sau đó tại cơ quan công an việt khai rằng mình được quang dặn nếu thấy ai chống trả thì cứ nổ súng Ngày 1 tháng 12, Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Lại Thế Việt, 21 tuổi, quê tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, một trong hai nghi phạm vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại khóm 3 thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, lúc 18 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận mình là sinh viên. Vào ngày 21 tháng 11 năm 2023, thông qua mạng xã hội, Việt kết bạn và có nói chuyện với Huỳnh Hải Quang, sinh năm 1986, ngụ số 10C khóm 9, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Trong một số lần nói chuyện, hai đối tượng đã bàn bạc với nhau thực hiện hành vi cướp tài sản. Sau đó Quang mua vé máy bay cho Việt bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, Việt có mặt tại thành phố Trà Vinh và gặp Quang để bàn bạc kế hoạch thực hiện hành vi phạm tội. Quang đã đưa cho Việt một khẩu súng, Quang giữ một khẩu súng, loại súng rulo bắn đạn trì, chưa xác minh được nguồn gốc. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Quang chở Việt trên chiếc xe máy tay ga, đi dọc các tuyến đường để tìm nơi cướp tài sản. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, hai đối tượng đến tiệm vàng MT thuộc khóm 3 thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Tại đây đối tượng Quang yêu cầu Việt canh đường cho mình đi vào để cướp và còn dặn sẵn sàng bắn trả nếu thấy ai có hành vi chống cự. Khi vào tiệm vàng, Quang nổ súng bắn vào người bà LTP là chủ tiệm vàng, làm người này bị thương, sau đó đập vỡ cửa kính tiệm vàng và lấy khoảng 6 lượng vàng. Sau khi cướp được tài sản, cả hai đối tượng lên xe tàu thoát, khi đi được một đoạn hướng về huyện Trà Cú thì đối tượng Quang đưa cho Việt 5 triệu đồng để thuê xe về thành phố Hồ Chí Minh. Còn Quang một mình điều khiển xe mô tô chạy về hướng cầu Cổ Chiên và tự ngã tử vong trên đường tàu thoát. Công an đã làm thủ tục cho người thân đối tượng nhận nạn nhân về mai táng. Đối tượng Việt thuê xe mô tô đi về thành phố Hồ Chí Minh để lần trốn, khi đến địa bàn tỉnh Tiền Giang thì bị lực lượng công an bắt giữ. Đáng lẽ là một sinh viên với học thức và sự hiểu biết, Việt phải biết rõ hành vi của mình là phạm pháp và con đường mà mình đang đi sẽ nhận về sự trừng phạt từ pháp luật. Thế nhưng chỉ vì món lợi và lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao mà tự tay khép lại cánh cửa tương lai trước mắt. Liên quan đến vụ việc xảy ra vào tối ngày 26 tháng 11 tại cây xăng tư nhân thuộc xã Tiên cảnh huyện Tiên Phước, trong quá trình nạn nhân bơm xăng, nhân lúc người này không để ý, một đối tượng đã dùng liềm kề vào cổ nạn nhân để thực hiện hành vi cướp tiền rồi bỏ trốn. Ngay sau đó công an đã phát lệnh truy nã đặc biệt với kẻ nói trên. Ngày 1 tháng 12, Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam xác nhận đơn vị vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với người kề liềm vào cổ chủ cây xăng cướp tiền trên địa bàn. Đối tượng bị truy nã là Vũ Viết Hải, sinh năm 1982, quê ở huyện Trường Mỹ, Hà Nội. Chỗ ở hiện tại trước khi bỏ trốn là tổ Trấn Dương, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trước đó, vào lúc 19h42 phút ngày 26 tháng 11, Hải mặc áo mưa màu xanh lá, đội mũ bảo hiểm chạy xe máy vào cây xăng ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, đổ xăng. Theo hình ảnh được camera ghi lại, khi dừng xe, Hải giả vờ đi vào phía sau trụ cây xăng, nhìn ngó xung quanh. Khi xác định không có ai qua lại, nhân lúc nạn nhân đang bơm xăng, Hải sử dụng vật dụng giống chiếc liềm kề vào cổ người chủ, yêu cầu đưa tiền. Khi lấy được hơn 15,6 triệu đồng, hắn phóng xe bỏ chạy. Ngay sau đó, lãnh đạo công an huyện Tiên Phước, đơn vị đã ghi nhận lời khai của chủ cây xăng. Hiện công an huyện Tiên Phước đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Nam tập trung khoanh vùng truy xét nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản táo tợn này. Tuy nhiên do trời tối, nghi phạm mặc áo mưa nên cơ quan chức năng gặp khó khăn trong khâu nhận diện kẻ cướp. Ai biết thông tin của đối tượng truy nã, xin hãy báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất. Tránh chủ động tự vây bắt đối tượng vì có thể khiến cho bản thân bị thương vì vẫn chưa rõ đối tượng có mang theo hung khí trên người hay không. Nối tiếp chương trình mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác vừa được chúng tôi cập nhật. Trưa ngày 1 tháng 12, ông Nguyễn Đức Cường Tránh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ sẽ yêu cầu các trường liên quan đến việc ông Nguyễn Trường Hải dùng bằng tiến sĩ giả để giảng dạy ở nhiều trường đại học báo cáo giải trình. Trước đó dư luận xôn xao về một giảng viên đang thử việc ở vị trí trưởng khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam sử dụng bằng tiến sĩ giả, bởi sau khi kiểm tra kết quả xác minh cho thấy thông tin trên văn bằng này không đúng với dữ liệu lưu trữ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Diễm My, 23 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang; danh Thị Giang, 30 tuổi, và Trần Thị Lệ Xíu, 36 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang về tội cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra ban đầu, Giang và chị T có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Về nhà, Giang kể lại sự việc cho My và Xíu biết, tức giận vì bạn bị ăn hiếp. Tối ngày 25 tháng 6, Mi rủ Giang và Siêu đến nhà T để hỏi chuyện và sau đó gây thương tích cho nạn nhân. Trong bối cảnh nhu cầu đi lại dự kiến sẽ tăng mạnh, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã thông báo về việc mở thêm lịch trình tàu để đáp ứng tối đa nhu cầu của hành khách. Ngành đường sắt cũng bổ sung thêm các chuyến tàu SNT4 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang vào ngày 29 tháng 12 và tàu SNT5 từ Nha Trang về thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến vụ cho vay với lãi suất trên trời để điều tra về hành vi cướp tài sản. Ngày 1 tháng 12, thông tin từ công an huyện Tứ Kỳ Hải Dương cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự người đàn ông tên Bình, trú tại thôn Nghĩa Dũng, xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ để điều tra về hành vi tấn công một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn. Trước đó, tối ngày 29 tháng 11, các lực lượng phối hợp với công an huyện Tứ Kỳ làm nhiệm vụ tại TL391 thuộc địa phận xã Đại Sơn, kiểm tra nồng độ cồn của nhiều lái xe. Khi yêu cầu người chạy xe máy tên Bình kiểm tra nồng độ cồn, người này đã không chấp hành và có hành vi dùng mũ bảo hiểm khiến một cán bộ công an huyện Tứ Kỳ phải đi điều trị tại bệnh viện. Thưa quý vị, một lẽ thường tình trong các vụ án bị hại thường có sự hận thù và cam ghét sâu sắc với bị cáo, người đã gây ra nỗi đau hoặc có tác động đến nạn nhân. Thế nhưng trong một vụ án sát hại người xảy ra tại Gia Lai, một điều ngược đời đã xảy ra khi bị hại lại làm đơn kêu oan cho bị cáo. Ông Phan Văn Nam, 43 tuổi, ngụ tại thị trấn Chư Sê, Gia Lai, bị sát hại trong vụ án sát hại người, được Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử ngày 26 tháng 9, vừa có đơn kháng cáo đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy án sơ thẩm, tuyên hai bị cáo vô tội. Hai bị cáo được bị hại kêu oan là Phan Thanh Văn, bị kết án 8 năm tù và Nguyễn Đình Đông, bị kết án 7 năm tù, cùng về tội sát hại người. Theo bản án, vào khoảng 18 giờ ngày 10 tháng 8, Phạm Văn Giáp rủ Phan Văn Thanh đi nhậu ở thị trấn Trư Sê và kể chuyện mâu thuẫn với Phan Văn Năm giáp cho rằng bị xúc phạm nên rủ hai người này đến nhà năm gặp nói chuyện nhưng năm không có nhà lúc này giáp gọi thêm nguyễn đình đông ra nhậu và kể lại câu chuyện cho đông nghe nhậu xong giáp rủ cả nhóm tiếp tục quay lại tìm năm để giải quyết mâu thuẫn lúc đi giáp có cầm theo chai rượu vodka khi gặp năm giáp bất ngờ cầm chai rượu đập vào đầu nạn nhân tiếp đó giáp tiếp tục dùng tay tác động năm và được văn đông can ngăn tạo điều kiện cho năm chạy vào trốn trong quán bia trong lúc đuổi theo, Giáp nhặt hai khúc gỗ đưa cho Văn và Đông, nhưng cả hai không cầm, liền ném đi. Sau đó cả ba người đứng ngoài quán bia, không thấy Nam đi ra nên bỏ về. Xét xử sơ thẩm, tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai nhận định hành vi của bị cáo Giáp là côn đồ, quyết liệt, bất chấp tính mạng của bị hại, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà dùng chai rượu vodka gây thương tích cho bị hại. Do đó, áp dụng án lệ số 47 về việc xác định tội danh trong trường hợp bị cáo dùng hung khí nguy hiểm đâm vào vùng trọng yếu của cơ thể bị hại thì hành vi của bị cáo đã phạm tội sát hại người. Hai bị cáo Văn và Đông mặc dù không tham gia nhưng có vai trò giúp sức về mặt tinh thần, quanh co che giấu hành vi phạm tội. Sau khi bản án được tuyên vào ngày 26 tháng 9, bị hại là ông Phan Văn Năm đã có đơn kháng cáo bày tỏ tôi và văn đông không hề có mâu thuẫn gì lúc tôi bị tấn công văn và đông ngăn cản không cho giáp tiếp tục tạo điều kiện cho tôi chạy trốn do vậy tòa tuyên án hai người này với vai trò đồng phạm sát hại người là không đúng sự việc xảy ra trong lòng tôi vô cùng ái náy đề nghị tòa cấp phúc thẩm đánh giá lại vai trò vị trí của hai bị cáo này có thể thấy dù bị gây thương tích nhưng nạn nhân là người có nhận thức và đủ tỉnh táo không vì lòng căm tức với kẻ đã ra tay mà nhắm mắt làm ngơ trước sự phán quyết có phần chưa đúng của hội đồng xét xử Cuối chương trình sẽ là tin tức về tình hình mưa lũ tại miền Trung. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông từ ngày 1 tháng 12 đến sáng ngày 3 tháng 12 sẽ là đợt đỉnh điểm mưa lớn đang diễn ra ở miền Trung, trọng tâm là Quảng Trị đến Bình Định. Nhiều nơi xuất hiện mưa rất lớn, lũ có khả năng dâng lên trên các sông, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, ngập úng. Dự báo từ ngày mùng 1 đến sáng ngày mùng 3 tháng 12, Quảng Trị và khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 đến 300 mm, có nơi trên 400 mm. Lượng mưa tính từ 8 giờ ngày 1 tháng 12 có nơi mưa trên 100 mm như Hưng Phú Nghệ An 121,4 mm, Thạch Xuân Hà Tĩnh 194,7 mm, Lệ Thủy Quảng Bình 162,4 mm, Hướng Linh Quảng Trị 136,6 mm. Ngày và đêm ngày 1 tháng 12, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình cũng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Ngoài ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 12, khu vực phía Đông Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và rồng, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 100 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo ngày mùng 3 tháng 11, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực phía Đông Tây Nguyên có mưa, cục bộ có mưa vừa mưa to và rồng với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 12, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ các sông ở Bình Định lên mức báo động 1 và trên báo động 1, các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi lên mức báo động 1 đến báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dù chịu sự chi phối của El Nino với đặc trưng khô hạn ít mưa, miền Trung lại trải qua một mùa mưa lũ bất thường. Hai đợt mưa lớn trong tháng 10 và tháng 11 tại Huế và Đà Nẵng đã sô đổ nhiều kỷ lục trước đó. Dự báo trong tháng 12, miền Trung sẽ vẫn có thể đón thêm các đợt mưa lớn do tác động của hình thế gây mưa điển hình là không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông. Trước tình hình mưa lũ có những diễn biến phức tạp, người dân cần hết sức lưu ý, chủ động có biện pháp di rời người và tài sản đến nơi an toàn. Theo dõi tin tức thời tiết thường xuyên, không hoạt động ngoài khơi hay di chuyển đến những khu vực ngập lụt sâu được cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.